buồn nhiều. Đôi khi cuộc sống chỉ là những bản nhạc buồn, chỉ đợi bác remix là sẽ lên luôn. Bác không em thế đâu. Mọi người ơi, một tin rất là xấu đó chính là gần 700 người đang xem nhưng mà Linh bị rớt mà. Ôi mà lo quá Linh ơi. Không, không như một dòng sông. À, không đâu có hết pin đâu mọi người ơi, bị rớt mạng đó. Nhờ bác Tú hát một cái đoạn rất là nhỏ, 2 giây thôi là rớt mạng luôn. Ôi, Linh đi làm đẹp tiên tri ở đây các bác nhỉ, nói xảy ra luôn. Em nói luôn, sắp đây phải được khoảng 3.000 đơn các ạ. Phải mai mới gọi đơn nhỉ. Mai lên gọi. Nhìn bữa nào không like được ạ. Mọi người ơi, Linh cũng không hiểu là tại sao bị ao nữa, nhưng mà chắc là do giọng ca của bác Thu. Ok, mình cứ coi thế đi. Đây nè mọi người, mẫu này nhá. Ôi trời ơi, mẫu này Linh sale từ 380 còn 199k cho mọi người nhá. Ui, bác Thu ơi, em bị mỏi mồm quá ấy. Em ở trên mồm như này, cái camera nó kêu cảnh. Đây là K12 nha mọi người. Đây là K12 và giá của nó tại livestream là 380, sale còn 199k nhá. Ai ưng mẫu này comment cho Linh là K12 kẹp số điện thoại. Ủa vẫn lag à mọi người ơi? Mạng vẫn lag à? Mọi người ơi, mọi người cho Linh feedback về cái chất lượng hình ảnh với ạ. Nếu như mà mạng vẫn lag thì à, bỏ đây ra, các bác vẫn nhìn thấy em đúng không? Linh biết mà, cầu mong. Mọi người mạng nó ok chưa? Mọi người đây là K12 nhá, đây là K12. Hết lag rồi. Ok, em cảm ơn bác nhá. Đây là K12 và giá của nó là 380, sale còn 199 tại livestream nhá. Các bác ơi, hay là người sở hữu em này phải là sale, bởi vì sao ạ? Bởi vì ngoài cái việc là sale rất là rẻ livestream thì hiện tại em này không có bán tại hệ thống offline mọi người. Nên là mọi người ơi, mọi người hãy comment cho Linh theo cú pháp là K12 kèm số điện thoại để mua mẫu này với giá là 199k nhá. Quần là K2. Quần là K2 mọi người ạ. Đây nhá, Linh sẽ mặc từng kiểu cho các bác mọi người. Cái áo này nó ứng dụng. Nó đúng không bác? Nó mặc được rất là nhiều kiểu. Buồn nhỉ. Đang 700 mấy view. Bây giờ vào đây thì đây là có 500 này. Chắc các bác bị buồn, các bác bị hụt hơi. K12 mọi người ơi, K12 không có nhiều đâu ạ. Mọi người hãy comment lên trong cú pháp K12 cộng 3 lần chia sẻ nhá. Cộng 3 lần chia sẻ để làm gì ạ? Để livestream của mọi người đủ lượt tương tác. Và mọi người sẽ được chốt với giá sale là 199k nha. Picture. Mọi người ơi, quần này của Linh đang mặc là giá là 250 nhá. Ai ưng quần thì comment cho Linh là K2 kèm số điện thoại nha mọi người. Mọi người khi mà cổ với đồ của nhà chị cho đẹp nhất với những chiếc áo sơ mi hay những hàng gấu quần, mọi người chỉ mặc được với cái quần bò gấu suông ấy thôi nha mọi người. Mọi người mà phối với cả quần bò gấu bó một cái thôi là nó hỏng bé bét một cục quần áo luôn các bác ạ. Đây là K12 nha mọi người ơi. Comment thật là nhanh nhá bởi vì không có hàng nhiều. Ôi tóc khô quá trời luôn ý. Quần mọi người, quần đằng sau là gặp chu nhưng mà đằng trước vẫn là khóa nhá. Vâng ạ, em cũng không muốn các anh chị dê lên treo ghét em đâu. Quần chất đó, mango sạn nè mọi người, mango sạn nhá. Mango sạn, tức là mango sật đi ạ. K12 nè mọi người ơi, chất vải đẹp lắm ạ. Em cảm ơn mọi người nha, đây là khách hàng của Nhà Chị Chát nói nha mọi người. Linh luôn luôn đảm bảo cho mọi người là chất vải sẽ làm các bác hài lòng ạ. Ôi, tôi xưng mỏi mồm luôn đấy. Có bác nói đỡ rồi mà. Nhưng mà quần không? Mọi người ơi, mọi người 30 giây cuối cùng để mọi người chốt K12 nhá. K12 sale từ 380 còn 199k tại livestream nha mọi người, mình tùm lum mà. Mọi người ơi, không ai lấy nó cái áo này, em không thích áo trắng. Mọi người ơi, đây là K12 nhá. Mọi người comment nhanh nhá. Ô sao phát lại mọi người ơi, rớt máng. Mọi người bị đít ra khỏi livestream ấy. Buồn nhiều quá. Trong thời gian chờ đợi 30 giây thì Linh sẽ xin bác Thu 1 phút để
thiệu về da. Mọi người ơi, nếu mà các bác nào ấy ạ mà muốn da đẹp thì inbox cho Linh nhá. Linh sẽ có cách để biến tất cả mọi loại da của bác đẹp, kể cả bác có bị viêm mụn rất là nặng thì Linh cũng sẽ diệt trừ tất cả hậu họa mụn nám nặng, cũng sẽ hãy inbox cho Linh. Linh sẽ đảm bảo là tạo cho các bác một làn da đẹp như da Linh, không đẹp như da Linh hoặc lại tiền luôn. Quần đằng sau là cặp chun và đằng trước là cặp khóa mọi người ơi. À quên mất, mọi người ơi, muốn ai muốn inbox về tư vấn về da thì inbox cho Linh. Về Facebook là Trương Thùy Linh. Đấy, Trương TL đó mọi người đừng ghi là Trương Thùy Linh xong rồi mọi người em bảo là không tìm thấy Facebook của Linh, Linh sẽ bị tổn thương ấy. Em cảm ơn mọi người đã ủng hộ chị chat nhá. Chị chat rất là yêu quý và dành nhất nhiều tình cảm cho các bác luôn. Mọi người ơi, 10 giây cuối cùng để chốt K12 nhá, 10 giây cuối cùng để chốt K12 và mọi người ơi, bắt đầu đếm ngược nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 và siêu phẩm cuối cùng em cũng sẽ lên cho mọi người một giá là 199k nên các bác đừng đi đâu nhá. Rồi Linh sẽ lên một siêu phẩm cuối cùng mang tên là K14 mọi người nhá. K13 mình xấu, mình không có chọn mã đâu ạ. K14 ngày hôm nay cũng sẽ có giá là 199k. Như một lời tri ân cuối cùng ở khung giờ bù giờ của livestream này mọi người nhá. Áo kẻ vàng 199k áp dụng với tất cả các khách hàng đã chia sẻ cái livestream này 3 lần là mã K12 mọi người nhá. Mọi người ơi, hiện tại thì inbox sẽ không check được, inbox sẽ check vào ngày mai mọi người nhá. Ai lấy đai ra comment thì đúng cú pháp là đai ra kèm số điện thoại mọi người nhá. Thì hiện tại sẽ chốt đơn bằng hệ thống nên là chỉ chốt đơn cho khách hàng nào đã comment đúng cú pháp ạ. Mọi người ơi, nếu như đã chia sẻ đủ 3 lần và comment theo đúng cú pháp là mã hàng kèm số điện thoại thì auto là đơn của bạn mọi người đã được chốt mọi người nhá. Đai 14 nhá. Ơi mã cuối cùng nha mọi người. Mọi người đây là mã cuối cùng nhá, và mã của nó là K14 và giá của nó tại livestream là 199k nhá. Giá niêm yết của sản phẩm này là 380 nha mọi người. Ai ưng mã này comment cho Linh là K14 kèm số điện thoại nhá. Mọi người chốt nhá, Linh mở mồm quá. Ôi em bị thái hết cả quay hàm ý. Em cũng đang có một câu hỏi với chị Nhi ạ. Bác Thu ơi, bác mặc áo gì vậy? Áo cốt tông phai nhung. Lần trước comment đúng cú pháp chia sẻ mà không thấy ai gọi chất hàng. Mọi người ơi, thế thì comment của mọi người tức là đã comment quá muộn đi ạ. Comment vào những cái giây phút cuối cùng khi mà Linh chất hàng thì sản phẩm đã bị hết rồi nha mọi người thông cảm với Linh nhá. Mọi người ơi, ai ưng mẫu này thì comment cho Linh với mã là K14 kèm số điện thoại nhá. K14 là 380k sale còn 199k tại livestream nha. Mẫu này màu đen là K4 nha mọi người, nhưng mà em không biết là con hàng. Mẫu đen là K4 mọi người ơi. Màu đen là K4 nha mọi người, màu trắng là K14 nhá. Ai lấy màu đen comment là K4 kèm số điện thoại. Ai lấy màu trắng comment cho Linh là K14 kèm số điện thoại nha mọi người. Rất là xinh luôn. Phần sỏ tay hot trên 2018 mọi người để show pin vào nhá. Bán giá thì không mặc đi, sao mà nhìn đéo gì vậy. Mọi người, bác chủ có phong cách thời gian rất là dị. Bác nghĩ ra cái đèn mà đừng không? Bác nghĩ ra mẫu đẹp mà đúng không? Vâng, may là bác ấy bác cái định hình phong cách cho chị chắc rất là ổn. Rất là đẹp. Và chất vải bác ấy lựa rất là đẹp. Còn phong cách bác ấy mặc dần màn hình kìa, sâu chất dần màn hình kìa. Em chất. Không biết là bác ấy đang mặc theo sâu phong chất, cách sâu gì chất, sâu chất. Đây nha mọi người ơi, có một hôm nha bác ấy mặc rất là đẹp mọi người ạ. Bác ấy mặc đồ của chị chat đi rất là đẹp, nhưng mà em nhìn xuống dưới chân các bạn, nguyên một đôi tông màu xanh. Xanh rực luôn ý, nó có bị rách cơ. Ôi trời ơi em sốc. Free size dưới 65kg. Free size mọi người, free size dưới 65kg nhá. Có giá rất là nhiều nên mọi người không phải phải lo về size đâu ạ. K14 là màu đen. À K14 là cái màu trắng của Linh đang mặc. Còn K màu đen là còn K4 là màu đen. Là màu đen. Linh nhịu thế. Đấy như là đôi khi cuộc đời mà bác. Đây ra thần thánh, sao thần thánh luôn, có cái áo trắng em. Mọi người đừng comment là đen hay trắng nhé, mọi người comment đúng mã cho Linh nhá, là K4 hoặc K14 kèm số điện thoại nhá.
Linh sẽ không chốt đơn hàng cho những ai comment sai cú pháp đâu ạ, bởi vì Linh không phải là người chốt đơn mà hệ thống nha các bác. Hệ thống thì chỉ nhận những mã đơn chính xác, bởi vì là nó chỉ có form đơn đấy các bạn. Nếu như mà hệ thống ghi tất cả các bình luận của các bác vào thì sẽ không biết đâu là đơn đâu là comment cả, nên chỉ là lên những đơn có comment đúng cú pháp thôi nha mọi người ơi. Đây là K14 và giá của nó là 199k tại livestream. Và đây cũng sẽ là sản phẩm chuyên cuối cùng mà Zchat dành cho mọi người trong livestream ngày hôm nay nhá. Mọi người có thấy là livestream này đúng như lời Linh nói không ạ? Toàn sản phẩm hottest sale với giá sập sàn cho các bác ạ. Mọi người ơi, hãy comment nhanh nhá. K14 kèm số điện thoại hoặc là K4 kèm số điện thoại. K14 là màu trắng và K4 là màu đen nhá. Nguyên một mẫu này. Tức là dáng giống nhau ấy các bác ạ, còn màu thì khác nhau. Quần K2 nhá. Quần K2 Raiza 150.000, quần K2 250. Mọi người ơi, K2 là mã gì vậy? K2 à, K2 là quần. Bác bác cười thì là anh buồn đấy. Mọi người ơi, đây là K14 nhá. Đây là K14 và màu đen sẽ là K4. Ai lấy mã này comment cho Linh là K4 à, K14 kèm số điện thoại hoặc là K4 kèm số điện thoại, cộng 3 lần chia sẻ chốt hàng với giá sale là 199k nha mọi người ơi. Hãy nhớ là comment mã sản phẩm và số điện thoại trên cùng một dòng nhé. K10 là mẫu gì vậy? Mọi người, đây là vải cốt tông nhá. Mọi người đi đứng gần cho mọi người sâu chất đây ạ. Chất cực đẹp luôn mọi người, không phải floor chất luôn. Mọi người ơi, K14 là mã Linh mặc màu trắng, còn mã này màu đen, có mã là K4 mọi người nhá. Mình lấy màu trắng mình comment là K14 kèm số điện thoại, lấy màu đen comment là K4 kèm số điện thoại, và mã quần Linh mặc là K2 có giá là 250.000 mọi người nhá. Xin cảm ơn bạn Lưu Nguyễn Duyên Ngọc này. Mọi người ơi, bây giờ cũng khá muộn rồi và đây sẽ là mã like cuối cùng trên ngày hôm nay. Hẹn mọi người những siêu phẩm cực kỳ hot hit. Với mỗi một live stream mới luôn luôn có những điều bất ngờ, luôn luôn có những sản phẩm cực kỳ mới và bán với mức giá thì không thể yêu hơn. Nên là mọi người hãy đón giờ cái khung giờ live stream của CJ, gặp lại Linh trên khung giờ live stream vào lúc 9:30 vào các buổi tối hàng ngày mọi người nhá. Cảm ơn tất cả các tình yêu, hôm nay lượt chia sẻ lên gần tới 4.000 rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn ạ. Mọi người ơi, sơ mi vàng K1 hết sạch rồi ạ. Mọi người ơi, Linh sẽ dành cho mọi người 1 phút cuối cùng nhá. 1 phút cuối cùng để chốt mã K4 và K14 nhá. K4 là mẫu này màu đen, còn K14 là mẫu Linh đang mặc nhá. Ai ở mẫu nào thì comment cho Linh mã sản phẩm cộng số điện thoại nhá. Giá của hai cái chiếc áo đấy là màu đen và áo màu trắng mẫu này. Thì mọi người ơi, giá của nó là 380 sale và 199k tại livestream nhá. Ai ưng thì chốt cho Linh mã sản phẩm cộng số điện thoại nha mọi người. Về nào lên nhìn quần thế nào. Đây mọi người ơi, quần K2 nhá. Quần K2 giá là 250, nếu như các bác đã chia sẻ live stream 3 lần nữa Linh ạ. Nick Facebook của Linh là Trương Thùy Linh nha mọi người ơi. Ai muốn tư vấn về da mà có một làn da đẹp thì hãy inbox cho Linh. Da body ai bị đen cũng hãy inbox cho Linh nhá. Linh sẽ làm mọi người thì tủ sáng. Bác Thu em cứ bị dị ứng ấy. Dạ. Mọi người ơi, mọi người comment nhanh nhá. Linh sẽ để cho mọi người 30 giây cuối cùng để chốt nốt mã này nha. Chốt nốt mã này nha mọi người, 30 giây cuối cùng bắt đầu đếm ngược nhá. Giày của Linh đi là khóa sau mọi người ơi. Và là G03 nhá, giá của sản phẩm này tại livestream là 480 nhá. Ai ưng mã này comment cho Linh là G03 kèm số điện thoại nha. K6 không bán lẻ mọi người ạ. Bác Du em mỏi mồm thật sự ấy. Em bị đau hàm luôn ấy. Không có đi đâu. Cũng chẳng đi đâu à. Em không biết tại nói nhiều này. Hôm nay livestream quá trời luôn. Lại còn để được comment. Bác có chịu nói gì đâu. Ủa? Mấy cái mạng cuối cùng bác không chịu nói gì luôn. Trời ơi. Nói khẳng cái giọng của đang nghỉ một xíu rồi hết khẳng. Sao lại quay lại vào. Không. Bác nghỉ từ mã 10 đến mã 14. Đấy. Mọi người ơi, mọi người hãy để ý lại số điện thoại của mình nhé. Mọi người mà cho sai số thì CJ sẽ không thể liên hệ với mọi người để chốt đơn được đâu ạ. Hãy kiểm tra lại số điện thoại của mình mọi người ơi. Comment nhanh quá là số điện thoại dễ bị sai lắm. Mọi người ơi, giày của Linh không có khóa mặt trước ạ. Số điện thoại của bác cho có 9 số cho vội quá. Đừng có động vào định kéo vào đúng không?
Không ai chỉ yêu dung bác, nhưng mà bác nghĩ em là con người như thế á? Chả thế, trông mặt kìa. Nhìn mặt đã biết là xạo. Quần là số K2 nè mọi người, quần mã K2 nhá. Quần mã K2 áo mã K14 ạ. Quần 250 áo sale từ 380 còn 199 nhá. Ai ứng mã nào comment cho link mã sản phẩm cộng số điện thoại kèm 3 lần chia sẻ nè mọi người ơi. Hình như mọi người không cho Linh đi ngủ hay sao ấy. Hôm nay tôi nhận được quá là nhiều trái tim của mọi người luôn. Ôi em vừa lên một mã áo dạ rất là đẹp luôn. Nhưng mà các bác bỏ lỡ mất rồi. Hẹn các bác vào livestream ngày mai nhá. Hôm bữa em chia sẻ chị đọc tên mà không có ai điện thoại. Cái này thì mọi người ơi, mọi người hãy gọi điện cho hotline nha mọi người. Mình không có điện kiện cáo trên livestream ạ. Bỏ đai ra đi Linh. Đây nha. Đây nha mọi người ơi. Đây là K14 nhá. Em cảm ơn bác nha. Bao giờ bác lại lấy mẫu dạ ngắn vậy? Bao giờ có hàng ạ? Bao giờ có hàng lấy xịn? Mọi người ơi, dạ ngắn và cardigan viền da hiện tại đang cháy hàng. Thực sự luôn là cháy hàng rồi ạ. Cardigan viền da sau một hôm lên cháy mất một tháng. Ai đó cứu tôi với. Bác ơi bác, bây giờ nhá, mình phải làm việc khoa học. Những cái mẫu thế mình chốt 2 phút thôi. Mình phải làm việc khoa học chứ. Là khách hàng. Mọi người ơi, xem lại để đặt thì thực ra là có rất là nhiều mẫu mà Linh đã hết rồi ấy, nên là Linh cũng không biết nữa. Áo này bắt buộc trễ vai nhé. Áo này bắt buộc trễ vai nha mọi người. Bắt buộc phải trễ vai ạ. Mọi người ơi, Linh đã dành quá nhiều 1 phút cuối cùng nha mọi người rồi ạ. Linh sẽ bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng nhá. Và sau 10 giây đấy thì có lẽ là Linh phải chúc cho mọi người ngủ ngon thôi, bởi vì Linh bị sái qua hàm mất rồi. Áo mã kìa. Mọi người ơi, áo mã K14 nhá. Và giá của nó là 199k tại livestream. Và quần là K2. Giá của nó sẽ là 250 tại livestream nha mọi người. Linh bắt đầu đếm ngược 10 giây cuối cùng nhá. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ. Mọi người ơi, mọi người muốn mua ấy, thì mọi người phải comment nó lên mã sản phẩm kèm số điện thoại nhá. Cộng với cả 3 lần chia sẻ nữa thì đơn hàng của mọi người mới được chốt về giá sale ạ. Và mọi người ơi, bây giờ có lẽ là đã muộn rồi ấy. Và Linh chắc là phải chia tay mọi người ở đây rồi. Và mọi người ơi, hãy nhớ là đón xem livestream của Linh vào khung giờ 9:30 đến 12 giờ ngày nhá. Có như kiểu là chuyện tình thật sự ấy bác nhỉ. Và bây giờ thì mạng đang yếu nên là xin chào được ai ạ. À mọi người xem Quỳnh Búp Bê vào khung giờ bao nhiêu hả bác? Ủa thế em đang cạnh tranh với Quỳnh Búp Bê đó hả? Mọi người ơi, và có lẽ là Linh phải chúc mọi người ngủ ngon ở đây rồi. Em chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình, có một giấc ngủ thật là ngon để sáng mai thức dậy đi làm ý. Bye bye các bác, hẹn các bác 9:30 ngày mai nha. Bye bye.